Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào toàn thể các bạn. Áo body ha. Áo mũi ha. Có mũi. Bạn tên là gì? Em tên là Duy Linh. Anh là Quyền Linh. Cũng Linh. Bạn bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi. Em thì quê Bến Tre. Bến Tre. Em làm nhân viên văn phòng. Linh 6 múi, 29 tuổi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Wow, ấn tượng quá. Chào em tự giới thiệu về mình. Chào chị và anh Quyền Linh và bạn bên kia. Em tên là Trương Hiến Vi. Năm nay em 25 tuổi. Và em đang làm nhân viên của công ty may mặc GG. Rồi cầm cái gì đây? Dạ, do em sợ rung quá em quên chị. À, là cầm theo giống như là bùa đó hả? Cầm theo để nhắc tuồng đó chị. Ê, đó, ơi, hả? Bây giờ mình nói một chút xíu về mình đi. Là một người đàn ông chạy chuốt thế này ha. Nhìn mà áo body này kia rồi, mượt mà quá. Đừng khen quá, khen quá tôi chung qua tôi coi à nghe. Từ từ. Chưa, từ từ bình tĩnh, thấy mượt mà quá. Có bao giờ bạn có nghĩ là con gái họ thấy đàn ông mà mượt mà quá, chạy chuốt quá, họ cũng nghi ngờ chút xíu không? Có, em là chắc 90% là đều nghi ngờ. Nghi ngờ về gì? Kêu không được men. Trời, ai nói vậy? Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Không phải, tôi ý bạn nói là nhiều khi đàn ông chảy chuốt quá, ăn mặc nó điệu đàng quá, người ta nói mình chắc là đi cua gái nhiều hay là không có chung tình. Em thích cái đẹp. Thích cái đẹp. Đẹp. Một cái người như thế này tại sao là không có người yêu? Em thì thật sự từ trước giờ thì cũng có nhiều mối tình, nhưng mà em thì toàn là bị bỏ thôi. Có không? Có, bị bỏ không anh? Giới thiệu kỳ vậy, nãy giờ là 6 múi đẹp trai mà toàn bị bỏ là sao? Coi lại vấn đề nha. Đó là bí mật mà. Bí mật hồ tôi qua mà không đẹp mà không 6 múi là chết với tôi. Chết cái ông giới thiệu á. Em trước tiên em tự giới thiệu về bản thân mình trước đi. Em quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em hiện tại là con một. Em sống với ba mẹ. Cho nên em cần tìm người quê cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn á chị. Rồi mẹ có yêu cầu gì đưa ra không? Hoàn cảnh gia đình mình sao? Mẹ nói là thương và chiều chuộng em là được. Kinh tế ổn định. Kinh tế ổn định. Bản thân em thì em thấy người mình là người như thế nào? Dạ, em do em làm về thời trang may mặc á, cho nên là em hơi khá cách với so với người lớn, cho nên là mỗi người mà em chọn thì ba mẹ không đồng ý. Ủa, em chọn sao mà ba mẹ không đồng ý? Thì giống giống em vậy mà. Nếu vậy thì ba mẹ cũng không đồng ý em luôn. Dạ, ba mẹ có la, nhưng mà do là con gái cho nên cũng chịu em, bỏ qua. Như bản thân em nghĩ em là tốt hay là không tốt? Chỉ bề ngoài em vậy thôi, nhưng mà thật sự là em hiền, em ngoan lắm chị. Ngoan là ngoan là sao? Ví dụ? Em không có đi chơi khuya nhiều. Em chỉ đi làm xong rồi về nhà, hoặc là đi ăn với bạn bè vậy thôi chị. Mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Trước thì em quen một chị. Hồi đó giờ có một à? Dạ. Chia tay bao lâu rồi? Cũng khoảng 2 năm rồi chị. Mà 2 năm nay tại sao không ai mình không quen ai? Tại em cũng do đi làm không á. Trong chỗ môi trường làm việc của em có ai để... Dạ không chị. Tại vì môi trường làm việc của em á toàn là nữ không à. Mà có người đàn ông nào dòm em họ giật mình chưa? Dạ rồi chị. Em có hỏi họ tại sao hay là em phải giải thích? Em không hỏi, em không quan tâm chị. Mà nhiều người giật mình lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cô nói sao bí ẩn quá vậy? Bí ẩn nhìn lắm. Giật mình lắm hả? Bí ẩn lắm, chị cứ giỡn nha. Thấy em là chị nhớ là chị hồi xưa y vậy đó. Nhớ đoạn đường chị đang vừa chạy xe mà đoạn đường đó có hai cái tai nạn luôn. Mà chị biết lý do không chị? Thì đó người ta không ngờ, bất ngờ quá, như mình người hành tinh xuống vậy. Mà qua rồi, xe chạy qua rồi nha. Đó, vậy đó. Để chị nhìn em y chang vậy luôn nên chị thấy rất là đẹp. Thôi bây giờ mình nói về cái sở trường của mình đi. Bạn có cái tài năng gì? Em thêm về làm đẹp. Nói lớn cho bạn trai bên đây nghe nè Yến Vi. Bạn kia cũng nói nhỏ mà anh em đâu nghe đâu. Rất là chặt chém. Em có sở thích là nấu ăn chị. Em thích nấu món Hàn Quốc, đồ chay. Hoặc là đồ ăn trong gia đình thì em cũng thích tự nấu. Rồi vậy thì còn điểm yếu của mình? Đi ăn trong nhà hàng á, dù sang trọng cỡ nào em cũng để cái chân lên. Hôm nay mình phải đi khám chứ, mình còn trẻ phải coi bị gì, phải có cái gì đó chạm sợi dây gì nó mới vậy. Dạ không chị. Đây, mình hỏi bạn trai xíu, sở thích của bạn là như thế nào? Em thì thích nghe nhạc trữ tình, thích chụp hình, thích chơi thể thao như đá banh. Không thích gì? Đông, ồn ào. Em thích yên tĩnh tí. Mình tìm một đối tượng cho mình với ngoại hình ra sao và tính tình như thế sao? Ngoại hình á thì cao ráo, trắng trẻo, đầy đặn, tóc dài. Theo em quan niệm, phụ nữ hiện đại là phụ nữ như thế nào? Phụ nữ hiện đại là không ở nhà là làm nội trợ không, mà có thể là đi ra ngoài làm việc. Ăn mặc thì có thể thoáng tí xíu, không có kính cổng cao tường quá, sexy tí cũng không sao. Bạn bên kia có thích bạn nữ mình nhuộm tóc không ạ? Nâu nâu cũng được, tại vì anh cũng đang tóc nâu nâu. Nhưng mà đừng có vàng quá hoặc là đỏ quá.
À, em cũng đang nhuộm tóc. Vậy anh đoán thử em nhuộm màu gì vậy? À, màu xanh rêu rồi. Cho anh đoán lại lần nữa thì anh. À, anh đoán không ra, anh chỉ suy nghĩ ra là em nhuộm màu hơi có ánh xanh xanh một tí. Thì gần đúng rồi. Bây giờ nếu mà quen nhau thì cưới liền không? Tìm hiểu kỹ chắc qua năm hoặc Tết mới cưới. Muốn mấy đứa con? Em thì hai đứa, đứa trai đứa gái. Còn bên kia? Dạ em nghe cũng được anh. Tại em là con một á, cho nên em muốn đông con thì vui chị. Nhưng mà bạn trai bên kia nói qua năm sau là đám cưới được, mà đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Em thì cũng Sài Gòn thì em không có đủ điều kiện để mua, nên mà em mua ở ngoài khu vực là Bình Chánh kế bên Long An á, thì có nhà riêng em ở của mình. Chỗ đó xa rồi, chỗ đó đất mắc lắm. Bình Chánh nó cũng thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Không có đông vui giống như trời ơi, cũng có đông vui nữa. Cô này lạ hết không chị Trần? Không hộp tao ở Bình Chánh mà không chịu là sao? Em thích chỗ náo nhiệt à, chỗ vắng vẻ thì không có hợp với em. Anh kia anh thích chỗ vắng vẻ, em thích chỗ náo nhiệt. Vậy không lấy nhau mọi người đi chơi kiểu. Yêu cầu anh thuyết phục em đi anh. Thí dụ giờ em nhìn em thấy em yêu ảnh rồi, em có về đồng ý về Bình Chánh ở không? Xíu nữa em coi mặt đó. Bây giờ em thích mẫu người bạn trai em là người như thế nào? Dễ thương giống chi đi á chị. Thôi chị coi giùm em đi chị. Coi giùm ha. Trời, bên đây ngon lành à. Chào chị. Ngon, cũng ngon. Trời. Vậy mà không có buồn hả? Trước kia có, giờ không có. Lý do? Tại không phù hợp. Bản thân em có chung thủy không? Có. Nên là nãy như em nói là em toàn bị bỏ thôi. Tạm tin nha, để tôi gán tôi thuyết phục cái vụ ra Bình Chánh. Ở ngoài là Bình Chánh, vô cái hẻm Long An. Lành quá, Long An. Em có người thân đi theo không? Có, đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp. Rồi, xin chào bạn. Chào Trần Linh, chào chị Cát Tường. Ở cơ quan thì bạn Duy Linh này có nhiều người phụ nữ nhìn không? Môi trường làm việc của bên em thì nhân viên nữ thì cũng nhiều. Thì cũng nhiều bạn rất là thích anh. Tại vì anh cũng rất là hòa đồng, dễ thương. Và nói chung là cũng rất là ga lăng. Rồi, vậy mà sao anh không chịu? Lý do? Ở môi trường của bên em thì nhân viên nữ nhiều và đa số là các bạn trẻ. Thì có thể là cái kinh nghiệm sống của các bạn không bằng. Có thể là anh cảm thấy là anh không phù hợp. Bạn thấy bạn bên kia phù hợp không? Thì ví dụ như là trong khoảng thời gian mà nói chuyện hoặc là tiếp xúc với nhau lâu dài thì mới biết là như thế nào. Chứ không thể nào mà mình nhìn hình ảnh ở bên ngoài của người ta như thế nào để đánh giá được. Em muốn nói với chị Vi thì nếu như mà so với những tiêu chuẩn của chị á, em nghĩ là anh Linh đáp ứng được ít nhất là phải 90% cái yêu cầu của chị á. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình đi với có ai? Dạ, hôm nay em đi với ba và mẹ em. À, có ba mẹ luôn. Rồi, đâu ba mẹ? Dạ, chào cô, chào chú. Chào MC Cát Tường, chào Quyền Linh. Dạ, chào cô. Dạ, trước tiên là con rất là ấn tượng với con gái của cô. Thế thì bản thân cô tự nhận xét về con mình thì cô thấy Vi như thế nào? Ở nhà có một mình Vi thôi nên là cũng ngoan, hiền. Nói chung thì cũng nhõng nhẽo đó, nhưng mà khuyên thì cũng nghe. Nhưng mà ăn thua là bạn nam này có biết lẽ phải, kính trên nhường dưới, biết thương yêu vợ, rồi biết lo cuộc sống gia đình. Thì những cái tiêu chuẩn đó thì rất là tốt thôi. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau, để hiểu kỹ nhau hơn. Nào, kéo màn lên. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Ở đây không có tai nạn, ở đây không có xe. Chào em. Trắng, tóc dài, đẩy đà, đúng như tiêu chuẩn của bạn đúng không? Nãy bạn diễn tả đúng luôn. Đón túng trúng là đúng hết luôn. Xanh rêu. Đúng có luôn. Em cảm nhận thế nào về người đối diện mà thấy em? Thôi. Dạ giống T.O.B thiệt luôn. Vậy là trúng rồi đó, trúng rồi. Nhìn em rất là dễ thương, trẻ hơn tuổi. Dạ em cảm ơn em. Tính em hơi con nít cho nên là anh thì cũng hơi già già nên là có thể là chịu được. Thì em thấy anh thế nào? Do ngoài sức tưởng tượng của em. Anh đem hoa theo. Anh của em. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn. Trời đất ơi. Đợi tao nhắc nữa thiệt á. Cho em hỏi ba mẹ anh khó không ạ? Ba mẹ anh làm giáo viên nên là cái khuôn chuẩn nào đó nó cũng có cái gì đó nó khó, nhưng mà càng ngày càng lớn tuổi anh thấy mẹ anh hình như khó hơn dễ hơn. Dễ hơn. Chứ
Giống như lúc trước anh không nhuộm tóc được, nay nhuộm được màu này mẹ cũng ok, không nói gì. Ba mẹ đều làm giáo viên hết. Đúng rồi. Mẹ em cũng là giáo viên cấp 1 á. Bác dạy lớp mấy vậy bác? Bác làm trong ban giám hiệu em. Sẽ vậy. Nói chung là Vi á, nó làm ngành thời trang á, nói chung là bác cũng không thích nó nhuộm đầu vậy đâu, gia đình cũng phản đối dữ lắm á. Nhưng mà ý thích chỉ nói là đẹp, nói vậy là đẹp. Mỗi người có ý thích, vấn đề chúng ta sống thế nào thôi. Còn không thể nhìn bề ngoài mà nó đánh giá được cái gì hết. À, sẵn cho anh hỏi liên cái là gia đình anh thì hối đến có lập gia đình sớm thì em có nghĩ tới xa hơn? Dạ có, nhà em cũng nôn lắm anh. Dạ anh ở xa vậy có đi chơi ở thành phố nhiều mà. Hầu như anh sống ngày anh sống toàn thành phố không à, chỉ tối anh về ngủ là ở dưới thôi. Vì về dưới thì có thể mình thoải mái hơn, ví dụ như là không khí thoáng hơn. Rồi mình muốn tự kỷ gì đó, mình tự kỷ cũng không ảnh hưởng đến ai. Mẹ em nói em bị tự kỷ. Vậy là cũng có ba mẹ chia sẻ cũng đỡ, anh tự kỷ nặng hơn anh tí. Anh về là đóng cửa lại, vô mở nhạc sến nghe. Em thích nhạc sến không? Dạ, em có nghe bài Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Hết thời gian. Rồi suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta đâu coi suy nghĩ như thế nào để quyết định có bấm nút hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi chúc mừng các bạn. Chỉ có một vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã cảm nhận về nhau cũng rất là nhiều. Tôi hy vọng là các bạn còn tiến xa hơn nữa trên cái con đường hướng tới tương lai.